Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da cho phụ nữ trên toàn thế giới, 1-800-918-3017. Prime Lending Direct Lender, làm loans trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ, liên lạc Thiên Hương và Thảo Lê, 714-988-8181. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ sáu, thì cho quý vị biết thứ sáu cà phê sáng chúng tôi lại có chương trình hội luận y tế với các bác sĩ. Và hôm nay thì bác sĩ Michael Đào hiện nay đang có mặt tại Nhật. Chúc bác sĩ và gia đình có một ngày vui thật là tuyệt vời. Và chúng tôi trong tuần lễ vừa qua thì nhận rất được nhiều email của quý khán thính giả gọi vào, và quý vị muốn nghe nói rõ hơn về chương trình thử nghiệm về những ai mắc bệnh tiểu đường và bệnh đau tim. Và bởi thế chúng tôi đã quyết định để mời một lần nữa bác sĩ Đinh Văn Định đến để cùng với chúng tôi qua chương trình y tế hàng tuần. Một lần nữa chúng tôi xin chào đón sự hiện diện của bác sĩ cùng với chương trình của chúng tôi sáng nay, thưa bác sĩ. Chào bác sĩ, chào bác. Cảm ơn tất cả các quý vị của chương trình, và anh Trọng và Tuấn đã cho mình cơ hội để phổ biến chương trình này cho cộng đồng Việt Nam và tất cả mấy cộng đồng của chính phủ đưa ra để mà giúp cho những người bệnh nhân. Kính thưa quý vị, bác sĩ Đinh Văn Định là một bác sĩ hành nghề tại Trung tâm Y tế Hòa Hợp, hiện nay nằm ở vào cái địa chỉ là 14.281 đường Bis. Ông là một trong những người gần gũi và gắn bó với cộng đồng người Việt cũng gần tới 3 thập niên nay. Hiện nay phòng mạch của ông nằm ở trên con đường Bis có tên là Trung tâm Y tế Hòa Hợp. Nhưng mà trong tuần lễ vừa qua thì quý vị có một dịp theo dõi chương trình của bác sĩ Đinh Văn Định, và chúng tôi mời bác sĩ lên qua một cái chương trình gọi là thử nghiệm. Thế việc trước tiên hôm nay thì rất cả mọi người họ muốn bác sĩ cho biết là cái chương trình thử nghiệm mà hiện nay chỉ có một mình bác sĩ Trung tâm Y tế Hòa Hợp điều hành thì là ai là người đưa ra cái chương trình đó, thưa bác sĩ? Cái chương trình đó là đưa ra từ một bác sĩ về tim. Bác sĩ về tim này là tốt nghiệp ở Harvard và đang là giáo sư của trường Harvard về tim cho những bác sĩ khác. Bác sĩ này họ thử nghiệm để làm cho những người mà đau tim và bị tiểu đường đó. Lúc đầu tiên là họ thử cho những người đau tim qua chương trình mà vua nước biển hàng tuần để xem họ có giảm bớt đau tim hay không. Và họ tìm thấy là những người mà đau tim và tiểu đường được giảm bớt đến 40%, 41%, và những người mà đau tim và tiểu đường giảm đến mà cái số mà so với những người không trong chương trình đó là 46% mà không bị chết vì bệnh đau tim. Thế thưa bác sĩ vừa đưa ra là cái chương trình thử nghiệm này được đưa ra bởi một vị bác sĩ hiện nay đang dạy tại trường Đại học Harvard. Yeah. Và cái chương trình này nó đang lại một cái ảnh hưởng rất lớn, là nó giảm đi tới 46% những cái người tham dự chương trình về vấn đề bị tiểu đường và đau tim, thưa bác sĩ. Nhưng mà có một số khán thính giả chúng tôi muốn hỏi rằng là cái chương trình này được tài trợ chính phủ hay là được tài trợ bởi một vài cái hãng thuốc nào, như thế nào, hay là một vài cơ quan tư nhân nào, thưa bác sĩ? Cảm ơn anh Trọng đã hỏi cái câu đó. Là cái chương trình này là của chính phủ đưa ra, cái gọi là National Institute of Health, gọi là bộ y tế quốc gia. Yeah, của wow. Quốc gia họ đưa ra, họ tốn đến 100-200 triệu để mà hoạt động cái chương trình này. Và tôi là một người bác sĩ Việt Nam ở quận Cam này được mời Bộ Y tế Quốc gia mời tham dự vào chương trình này, và những người bác sĩ Mỹ ở quận Cam không người nào được mời hết. Kính thưa quý vị, như vậy là câu hỏi của quý vị gửi đến cho chúng tôi qua cái chương trình này là quý vị đã biết theo lời của bác sĩ Đinh Văn Định cho biết rằng là cái chương trình được gọi là research, nghiên cứu bởi một bác sĩ hiện nay đang dạy tại trường Đại học Ava và được tài trợ bởi Bộ Y tế Hoa Kỳ. Và tại quận Cam này thì chỉ có văn phòng của bác sĩ Đinh Văn Định là một trong những cái văn phòng đạt những cái tiêu chuẩn để để được Bộ Y tế chấp nhận là cho được sử dụng để
tài trợ cũng giống như là để cung ứng cho cái chương trình thử nghiệm này. Thì... Và như vậy thì kính thưa bác sĩ, mục đích của cuộc thử nghiệm là mang tới vấn đề gì thưa bác sĩ? Mục đích của cái thử nghiệm này là bác sĩ và mọi người được tuyên đưa ra thử nghiệm, đó là họ thử nghiệm cho những người thường bị bệnh đau tim. Nhưng mà trong cái thử nghiệm lần đầu, họ thấy là những người thường bị đau tim á, thì vô chương trình này so với những người không thử nghiệm thì giảm 10%. Nhưng mà những người tiểu đường và đau tim mà vô chương trình này họ được giảm đến 40%. Nói đúng ra là exactly là 41%. 41%. Nhưng mà thưa bác sĩ, cái mục đích của cái thử nghiệm này là để làm cho bớt cái những người đau tim bị bớt đau lại. Và ngay cả tiểu đường cũng vậy luôn à bác sĩ? Tiểu đường thì là nếu mà họ chỉ cần theo dõi tiểu đường thường xuyên trong lúc vô trong trường này, trong chương trình này thì tôi sẽ theo dõi tiểu đường thường xuyên của họ, và cũng một phần là do bệnh nhân mình phải, mặc dù thuốc nhưng mà mình phải ăn uống kỹ để mà mình giữ cái tiểu đường của mình nó tốt. Có một cái câu hỏi thứ ba nữa là khán thính giả chúng tôi cũng muốn gửi vào và hỏi bác sĩ rằng là mặc dù đi vào vô nước biển nhưng mà có kết quả phụ, có gì hại sức khỏe hay không, có phản ứng gì không thưa bác sĩ? Trong chương trình này là cái thuốc thử nghiệm là nước biển. Chính phủ họ có dùng nước biển và bỏ vitamin là thuốc bổ. Thuốc bổ thì không có cái kết quả phụ nào hết. Chỉ có nhiều quá thì cơ thể bỏ ra thôi. Còn thứ chất thứ hai nó gọi là tiếng hóa học nó dài, nó viết tắt gọi là EDTA. Chất EDTA này là đã dùng gần 50-60 năm nay là rất là an toàn. Dùng để những khử những chất độc trong cơ thể, loại ra. Thì thí dụ như là cái tim, cái mạch máu tim mình, tại sao mình bị đau tim là tại vì mạch máu tim mình bị nghẽn lại. Cái bắp thịt tim sẽ bị chết. Cái bắp thịt tim nếu mà bị chết là mình bị đau ngực, đau tim. Thì cái thuốc này nó có cái công dụng như là từ từ nó làm cho cái đường nghẽn nó bớt nghẽn đi. Thì những người trong chương trình có thể 46% là bớt nghẽn đi thì họ sẽ bớt đau tim và họ sẽ bớt chết đi. Và đời sống họ sẽ thoải mái hơn. Tại vì thí dụ những chuyện mình làm như là mình đi bộ xa hay là mình đi chơi, mình không đi bộ chơi được là tại vì mình đau tim nặng. Cái này nó như là nó thông tim bằng nước biển thì... Thông tim bằng nước biển đó bác sĩ ha? Thì nó làm cho cái đời sống của mình nó cái quality là cái đời nhẹ sống nhàng nó hơn, nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn. Dạ vâng, thưa bác sĩ, cũng có khán giả hỏi chương trình là cái bệnh đau tim này, cái điều kiện là phải vào bệnh viện cấp cứu thì mới được coi là đủ điều kiện để vào chương trình này, hay là bất cứ người nào cũng có thể vào trong cái chương trình thử nghiệm này thôi? Xin lỗi quý vị khán giả, từ trước mình không có giải thích rõ là đau tim nó có nhiều loại bệnh đau tim, nhưng mà trong chương trình này là mình đau tim khi nào gọi mình bị heart attack là mình phải ngực đau hay là không ngực đau, nhưng mà nhiều khi vô bệnh viện là nó cho thấy mà cái mạch máu của mình nó không thông để mà nuôi cái tim, một phần tim nó bị, có thể nó bị chết đi hay là nó yếu đi, nó làm mình đau tim. Chứ không phải là bệnh tim vì thí dụ tim đập chậm, đập mạnh hay là vào tim bị hở, thì những cái đó lại không được đúng trong cái đối tượng của cái chương trình này thưa bác sĩ. Thế nhưng mà làm thế nào để biết được là mình là người bị heart attack ở bệnh viện thưa bác sĩ? Có giấy của bác sĩ ở bệnh viện hay là sao? Nếu mà mình bị heart attack là người đó bị thường thường là đa số là đau ngực, đau tay, họ đến bệnh viện thì bác sĩ đầu tiên của nhà thương là họ sẽ chạy giãn đồ tim và thử máu rồi cho người đó vô nằm ICU để chữa bệnh tim heart attack. Dạ vâng. Và để mà liên lạc với số điện thoại của bác sĩ đó thì là duyên cho chúng tôi biết được là số điện thoại của bác sĩ, nhưng một lần nữa bác sĩ có thể xác định được là cái số điện thoại nào là chính để gọi vào trong phòng mạch hay không? Nhiều lúc tôi cũng xin lỗi quý vị thính giả là mình có hai số điện thoại riêng, một số về nghiên cứu research,
một số điện thoại thứ hai là văn phòng chữa bệnh. Thì cái số mà trong chương trình này đó là số điện thoại là 714-898-7900. Yeah. Và nếu mà gọi vô thì sẽ gặp cô Jenny. Cô sẽ nói chuyện, nếu mà muốn gặp tôi lúc nào cũng được hết. Tại vì tôi sẽ giải thích rõ ràng hơn cho bệnh nhân. Vâng, kính thưa quý vị, nếu quý vị là đối tượng của chương trình thử nghiệm tim và tiểu đường do bác sĩ Đinh Văn Định hiện nay đang điều hành, thì kính thưa quý vị gọi vào số điện thoại 714-898-7900. Chúng tôi lặp lại thêm một lần nữa là 898-7900 và area code là 714. Người mà bắt điện thoại là cô Jenny. Và trong trường hợp quý vị muốn cần nói chuyện với bác sĩ thì nếu mà được thì quý vị có thể cũng có thể bác sĩ Đinh Văn Định cũng sẽ đáp ứng khi mà điện thoại của quý vị 714-898-7900. Quý vị đang chung với chúng tôi qua Cà Phê Sáng vào một buổi chương trình đặc biệt y tế hàng tuần, và chúng tôi trở lại quý vị trong giây lát.